một cánh tay. Và đấy là ba từ Phương nghĩ về Yến. Còn không biết là với bản thân Yến thì để nói về hành trình của mình thì Yến sẽ chọn ba từ cây của Yến như thế nào ạ? Để mà nói về cái hành trình ngược chiều của mình thì có lẽ là ba cái từ khóa mà tôi chọn. Cái đầu tiên là ngược chiều, thứ hai là đơn độc, và cái thứ ba là kiên định. Và để lắp ghép ba cái từ đấy lại với nhau thì tức là cái hành trình ngược chiều đấy, một mình rất là cô độc nhưng mà tôi luôn luôn kiên định với ba cái mục tiêu của mình. Và cái điều mà tôi mong muốn gửi đến các bạn sinh viên đấy là đối với cái hành trình đi học của mình, không phải là chỉ đến học đại học là hết, mà mình cần phải có một cái mục tiêu xa hơn. Và chắc chắn là để mà mình chạm đến cái mục tiêu đấy, chắc chắn là trên hành trình đấy, chắc chắn các bạn sẽ phải đơn độc, sẽ có những cái giai đoạn các bạn sẽ cảm tưởng như là cả thế giới quay lưng lại. Và cái cảm giác này chắc chắn anh Nam là người hiểu rõ nhất. Chắc chắn cái điều đấy là anh Nam là người hiểu rõ nhất. Và nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đơn độc thì chúng ta bỏ cuộc, mà mình phải có một cái sự kiên định để mình chứng minh cho mọi người thấy là cái con đường của mình đi nó là đúng đắn. Nhiều khi đa số chưa chắc đã đúng, và không có nghĩa là tất cả mình đi ngược lại với số đông thì mình là sai. Nó chỉ là ở các cái góc nhìn khác nhau thôi. Nó giống như câu chuyện số 6 với số 9 ấy. Có thể số đông mọi người đang đứng ở phía số 6 và mình một mình đứng ở bên số 9, thì nó chỉ khác nhau là góc nhìn thôi. Nên là cái việc mà các bạn đang ngồi ở đây, các bạn mới chỉ là chạm đến cái viên gạch đầu tiên để mình bước đến cái hành trình của cả một đời người. Nên là nó không có nghĩa là tôi học đại học thì tôi là đã thành công rồi, và là tôi đã hơn tất cả những người đang ở lại trên bảng và kiếm tiền bằng những cái cách khác, thì đấy nó không có nghĩa là như thế. Mà cái hành trình của chúng ta đi còn rất là xa, và rất là mong muốn là các bạn sinh viên đang ngồi ở đây, dù có đơn độc thì nhất định phải kiên định với cả cái mục tiêu của mình, với cả cái ước mơ của mình. Bởi vì để chạm được đến ước mơ của mình, đôi khi chúng ta phải chịu được cái cảm giác đơn độc. Đúng như Yến nói là mỗi cái hành trình chúng ta bước đi, khi mà chúng ta đã chọn được cái con đường của chúng ta thì Phương tin rằng ở đây tất cả những bạn đã đi ngược chiều. Ngược chiều đó là gì ạ? Đi ngược lại với những định kiến của xã hội, đi ngược lại với những cái mong muốn của gia đình, là mong chúng ta là sẽ chỉ quanh quẩn học xong đến lớp 9 thôi, quanh quẩn ở bảng là để mà xây dựng gia đình. Thì việc các bạn dũng cảm để đi lại cái đi ngược chiều đấy, nó đúng là nó sẽ mở ra cho chúng ta con đường. Những con đường đấy nó sẽ rất là đơn độc, bởi vì là Phương cũng đã trải qua con đường đấy, một con đường đấy đơn độc. Nhưng chỉ có mình mới hiểu được con đường của chính mình đang đi, và chỉ có mình là người sẽ trải nghiệm tất cả những cái trải nghiệm của mình đấy. Nó sẽ là phần thưởng cho chúng ta trên hành trình từng bước chúng ta đã đi. Chỉ cần sử dụng số nhà ấy để các bạn biết đi ha. Đấy là hành trình của Yến. Khiến Yến thay đổi sâu sắc để đi ngược lại với những định kiến của xã hội ở bản làng, để mà quyết tâm là vươn ra biển cả, vươn ra biển lớn. Không biết ai là người tác động đến Yến, hay là có những cái sự kiện nào mà khiến cho Yến quyết định để bước đi con đường ngược chiều đấy ạ? Thật ra thì cái câu chuyện này thì chào Yến kể rất là nhiều rồi. Rất là đơn giản là cái việc là cái động lực giúp tôi có thể vượt qua tất cả chỉ đơn giản là tôi rất là thích ăn, và tôi thích ăn đồ ngon. Và đồ ngon với tôi ở cái thời điểm 2004 đấy là cá khô, đấy là trứng sán, đấy là đậu sốt cà chua. Những cái món đấy nó là những cái món rất là xa xỉ ở trên bản ở cái thời điểm đấy, và chỉ có các chị đi học ở trường nội trú tỉnh, nội trú huyện thì mới được ăn những cái món như thế thôi. Còn ở trên bản cái thời điểm đấy là cơm trắng cũng không có ăn. Các cô chú ở trên bản thường sẽ phải đi đào sắn, và sắn lại còn là sắn lâu năm chứ không phải là sắn non.
và có những nhà ăn xong là bị say. Đấy thì cái việc mà gọi là truyền động lực lớn nhất cho tôi đấy là tôi mong muốn là mình được đi học và mình có thể là sẽ được ăn những cái món mà mình thích ăn. Đấy, rồi thế nhưng mà ở cái thời điểm đấy là bởi vì là hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, với cả cộng thêm cái định kiến của cộng đồng đấy là con gái học nhiều không để làm cái gì cả, thì tôi đã phải nghỉ học. Và đến tận năm 2007 thì khi đấy là một cái câu nói của thầy giáo là thầy Bùi Chí Thanh, thầy nói bảo là nếu như mà em không đi học thì mãi mãi không thể thoát nghèo được. Thì chỉ với một cái câu nói đấy thôi, nó cứ đi sâu vào trong tâm trí của mình và mình cảm thấy là